giá vậy luôn không? Dạ đúng rồi, cây này cũng giá là 60.000 đó. Đế đẹp nha cả nhà. Dạ. Những cái lô này thì đế đẹp. Thì trước khi cả nhà mình mua, ví dụ như nếu như mà muốn an tâm thì cứ nhờ nhà vườn quay cho chúng ta xem lựa dạ, ha. Đúng rồi. Đây cả nhà xem cái bông nè, bông Phú Tân nè. Cây như thế này là giá chỉ có 60.000 đồng thôi nha cả nhà. Dạ. 60.000 đồng cây thôi, giá rất là vừa chơi ha, đã nằm dạ. Chậu sẵn rồi. 3 cây con gửi hàng, 5 cây con bao ship nha cô chú. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục đến nhà vườn của Yến tại xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một vài lô mai nha, cũng như một số combo để chúng ta đem về chơi Tết 2024 cả nhà. Thì bên số lượng bên nhà vườn mình số lượng rất là nhiều. Thì rất là mong cả nhà ủng hộ ha. Và cái giá rất là hợp lý luôn. Rồi, anh chào Yến nha. Dạ, em chào anh. Con xin mến chào quý cô chú và anh chị. Con tên Yến, số điện thoại của con là 0382386956. Hôm nay con xin giao lưu với cô chú anh chị một số combo và một số cái loại mai cho cô chú anh chị mình chơi Tết ạ. À. Rất mong được sự yêu thương và ủng hộ của cô chú anh chị mình ạ. À. Dạ rồi, đầu tiên con xin giao lưu với cô chú anh chị mình là dảo Phú Tân. Cái này dảo Phú Tân. Phú Tân. Dạ, dảo Phú Tân. Cái này để em thấy chiều cao chắc khoảng 30 ăn lên đi. Cái này mình lấy mức độ trung bình thôi. 30 ăn lên. Dạ, cao 30 ăn lên. Đây có hoa nè cả nhà, Phú Tân nha. Dạ Phú Tân. Cái dạ cái loại này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình, giá là 60.000 một cây, 3 cây con gửi hàng, 5 cây con bao ship nha cô chú. 60.000 đồng một cây. Dạ 60.000 một cây. Wow, giá này cũng dễ chơi nha cả nhà. Vô cái chậu sẵn nè, hàng túa sum xê vậy nè. Hàng này hàng chơi Tết nha chứ không phải cái hàng lấy giống nha. Cái này gần 2 mùa rồi. À gần 2 mùa hả? Dạ. 60.000 một cây. Rồi, cái loại thứ hai con xin giao lưu với cô chú anh chị. Cái loại này là dảo Thủ Đức nha cô chú. Cái loại này thì nói chung con ghép cái gốc nó cũng bự hơn. Đâu em cầm cao cao giùm anh đặng dạ, cho bà con mình thấy cái củ đế. À. Dạ, cái củ đế thì nói chung cũng khá là đẹp nha cô chú. Ừ. Dạ. Thấy sơ qua thì cái dàn này đế đẹp lắm nè. Dạ. Tại vì cái này thì con sẽ lựa những cái cây mà con đo chuẩn kích thước để con giao cho cô chú nha. Tại vì trong đây cũng có lộn xộn một số cây nhỏ thì con không có lấy dao. Rồi. Dạ. Đây để em đo kích thước lấy chuẩn cho cô chú luôn. Dạ cái này thôi mình lấy này ba hơn 35 luôn, mình lấy từ 35 ăn lên nha. À 35 dạ, lên. 35 lên. 60.000 đồng một cây như thế này dạ, nha cả nhà. 60.000 đồng một cây. Ở đây nhà vườn mình gông mới gông lá nên nó hơi thưa nhưng mà cái cây nó tàn vẫn là to ha, ở tàn sum xê á, tàn rộng và củ đế đẹp quá. Dạ. Này, ghép liền cốt hết rồi mà. Dạ. Gần liền cốt rồi, à. Cũng có một số cây nó gần. Ừ, còn có chút xíu này mình tính gì nữa. Rồi, cái này là 60.000 một cây. À 3 cây con gửi hàng, cũng 5 cây con bao ship luôn nha cô chú. À vậy làm cái này là có mấy loại anh? Dạ cái này thì đa phần là dảo Thủ Đức nhiều anh, cũng có dảo Thủ Đức loại kia nhưng mà em lấy dảo Thủ Đức. Dảo Thủ Đức với Phú Tân ha. Phú Tân, dạ đúng rồi, nhưng mà Thủ Đức nhiều hơn. Dạ. Thấy như cây Phú Tân này đẹp quá thì nó cũng giá vậy luôn không? Dạ đúng rồi, cây này cũng giá là 60.000 đế đẹp nha cả nhà. Dạ. Những cái lô này thì đế đẹp. Thì trước khi cả nhà mình mua, ví dụ như nếu như mà muốn an tâm thì cứ nhờ nhà vườn quay cho chúng ta xem lựa dạ, ha. Đúng rồi. À, đây cả nhà xem cái bông nè, bông Phú Tân nè. Cây như thế này là giá chỉ có 60.000 đồng thôi nha cả nhà. Dạ. 60.000 đồng cây thôi, giá rất là vừa chơi ha, đã nằm dạ. Chậu sẵn rồi. 3 cây con gửi hàng, 5 cây con bao ship nha cô chú. Ừ. Dạ rồi. Rồi tiếp theo vô combo Rồi. Rồi. Dạ rồi. Combo của con gồm có 5 loại giống cô chú. Combo mã số 1 rồi, cây đầu tiên là cây cúc nghệ. Cúc nghệ. Cây số 2 là cây cúc 2 tầng bông đội bông. Bông đội bông. Dạ, cây số 3 là cây dảo Phú Tân. À. Cây số 4 là cúc hoa hồng Thanh Tú. Dạ, cây cuối cùng là cây cúc Cẩm Hương. Wow, đấy đẹp quá. Rồi, giá dạ, sao đem? Combo 5 cây này, con xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 330.000 con bao phí vận chuyển nha cô chú. 330 bao phí. Một số combo ở ngoài con cũng còn nhiều, ví dụ cô chú có mua số lượng nhiều thì cứ gọi trực tiếp cho con ha. Rồi. Dạ. Mã số 1 330.000. Dạ. Mã số 2 nói chung đồng giá 10 combo này đồng giá 330.000 luôn nha cô chú. Dạ cây đầu tiên là cây cúc Thỏ Hương. Dạ cây số 2 cây hoa hồng Thanh Tú, cây số 3 cây dảo Sắn. Cây số 4 là cây cúc Nghệ và cây cuối cùng là cây dảo Phú Tân. À, cây cúc Nghệ nó có bông lên cái này. À. Này hồi xưa mình quấn trái bí ha mà nó bị xối. Dạ. Xối phân ra giờ nó nhìn nó quái quá ha. Rồi mã số 2 ha, combo số 2. Dạ rồi. 330.000. Dạ cũng 330.000 luôn. Dạ combo mã số 3. Cây này là cây cúc VIP. Dạ cúc to, cây này cây cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu, dạo Sắn. Dạ cây này là cây dạo Thủ Đức. Dạo Thủ Đức. Dạ, cây này là cây cúc Thọ Hương. Rồi. Dạ. Cũng đồng giá nha cả nhà. Dạ đồng giá luôn nha. 330.000. Dạ 330.000. Rồi, ok, tới mở dạ. Kế tiếp nè.
Dạ, mã số 4. Cây đầu tiên cây cúc hoa hồng Thanh Tú. Dạ. Cây số 2 là cây giỏ xoắn. Cây số 3 là cúc Thọ Hương. Thọ Hương. Giảo Đa Phúc. Và cây cuối cùng là cây giảo Phú Tông. Đây, cả nhà mình xem những cái mắt ghép ở đây thì đa phần nó liền lạc hết ha. Còn tàn túa thì xung xuê ha. Để. Dạ, cũng đồng giá luôn nha cô chú. Đồng giá 330 ngàn. Dạ. Mã số 5. Dạ, cây đầu tiên cây giảo xoắn. Xoắn. Dạ, cây này cúc Tân Châu. Cúc Hoa Hồng Thanh Tú. Ừ. Dạ, giảo Thủ Đức. Dạ, cây này là cây giảo Phú Tân. Giảo Phú Tân. Dạ. 5 cây, 5 giống khác nhau. 5 giống khác nhau, 330 ngàn. Dạ rồi, mã số tiếp theo là một cây cúc nghệ. Cúc nghệ nè. Dạ, một cây giảo Phú Tân. Một cây cúc Thọ Hương. Cúc Hoa Hồng Thanh Tú. Và một cây giảo Thủ Đức. Rồi, một combo cả nhà mình thấy tàn túa xum xê chỉ có 330 thôi đó. Dạ, combo mã số 6. Rồi. À, số 7 ở đây luôn. Dạ, cây này là một cây cúc bi. Một cúc bi nè. À, cây này là cây cúc Tân Châu. Dạ, cúc cây Hoa Hồng Châu. Thanh Tú. À, cây này là cây Đại Lộc nữa. Đại Lộc. Dạ, Đại Lộc. Cây đó cũng già mùa, cái cốt nó cũng bự. Ồ, cốt ghép nè. Dạ. Rồi, cuối cùng là cây Hữu Đức. Ồ, cây Hữu Đức. Đức quá trời đẹp ha. Dạ. Đó, cả nhà mình cây này combo số mấy? Dạ, combo số 7. Số 7 ha. Cả nhà mình lựa combo số 7 thì sẽ có cây này nha. Dạ. Đẹp quá đẹp. Dạ, cũng 330 luôn. Dạ. Rồi, combo số 8. Dạ, cây này là cây cúc 2 tầng bông đổi bông. Cúc 2 tầng. Dạ. Cây này cúc Hoa Hồng Thanh Tú. Cúc Hoa Hồng Thanh Tú. Cây giảo Phú Tân. Giảo Phú Tân. Cây giảo Thủ Đức. Dạ, và cây cuối cùng là một cây cúc VIP. Cây giảo Thủ Đức đẹp quá trời ta. Cây cúc VIP tàn nhánh cũng xum xê luôn. Được. Rồi, combo này cũng đồng giá là 330 ngàn bao ship luôn nha cô chú. 330, rồi. Rồi, combo mã số 9. Dạ, cây này cúc Tư Long. Cúc Tư Long. Rồi, cây này cây cúc Hoàng Đế. Cúc Hoàng Đế. Rồi, cây giảo Hữu Đức. Rồi, giảo Hữu Đức. Rồi, giảo Siêu Nụ. Và cuối cùng là một cây cúc Hoa Hồng Thanh Tú. Cúc Hoa Hồng Thanh Tú. Dạ. Rồi, cũng đồng giá luôn nha cô chú anh chị. 330 ngàn. Dạ. Hoa hồng nó ra đọt non đẹp quá ha. Rồi, combo cuối cùng là mã số 10. Dạ, cái này là cây cúc Tư Long. Cúc Tư Long. Dạ, cúc Hoa Hồng Thanh Tú. Cúc Hoa Hồng Thanh Tú. Dạ, cây này là cây giảo Đa Phúc. Cây này cũng già mùa nha cô chú, tại con cũng mới bấm đó. Ừ. Cốt bự chảng à. Dạ, cây giảo Đa Phúc. Cây này cũng đế rất là đẹp luôn nha cô chú. Đế đi. Dạ. Và dạ, cuối cùng là một cây cúc Thọ Hương. Dạ, Thọ Hương. Dạ. Dạ, combo này cũng đồng giá luôn cô chú, là 330 ngàn. 330 ha. Dạ. Thì cuối clip thì con cũng rất mong được sự yêu thương và ủng hộ của cô chú anh chị mình ạ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay nha. Thì bên nhà vườn mình ngoài những combo này ra thì còn rất là nhiều những cái cây mai ở ngoài này. Ví dụ như cô chú anh chị mình có cái nhu cầu loại nào nữa thì cứ alo nhà vườn, cũng nhà vườn cũng có nhiều loại nhiều giống ha. Để em quay sơ lại cho cái clip nó cũng còn khoảng thời gian đó. Quay sơ lại những cái hàng 60.000 vòng cho cả nhà mình xem để giờ dễ giao lưu ha. Nãy quay thì hơi nhanh. Đây, những cái hàng như thế này, gốc có thì bên nhà vườn nãy có trao đổi nhà vườn rồi, thì khi lựa chúng ta thì chúng ta cứ quay Zalo cho cô chú anh chị mình xem, mình chọn cây ha. Thì lô này thì đa phần là đế đẹp, đế rất là ok luôn. Dù cả nhà mình thích cái loại đế sao đó cứ nhờ nhà vườn quay cho chúng ta ha. Chỉ có 60.000 đồng một cây mà nó nằm chậu như thế này đây ha. Bạn túa xum xê gì 60.000 đồng nè, chậu cho bá hết trơn. Củ đế thì nó như vậy nè cả nhà. Đế to ha, đế to đế đẹp như thế này, 60.000 đồng một cây. Đó, hấp dẫn chưa? Thì do bên nhà vườn mình có một cái cả nhà biết sao, gông lá hơi trễ nên bây giờ cả nhà mình thấy nó hơi thưa là nó như vậy. Nhưng mà cây thì nó đạt nha. Cốt ghép được ok, 60.000 đồng thì giờ cả nhà mình thấy vô cái chậu nè. Vô cái chậu rồi công chăm sóc rồi ghép biết bao lâu. Mà cái giá có 60.000 đồng thì em thấy thì nó cũng vừa chơi đó. Cả nhà mình có ủng hộ được ủng hộ giùm nhà vườn Yến ha. Nói chung thì giờ đa phần nhà vườn nào cũng khó khăn, muốn bán cái giá cao cũng không được đâu, nên đa phần là để cho chúng ta cái giá rất là vừa chơi ha. Đây. Thì hồi nãy em cũng có tâm sự với nhà vườn ha. Nhà vườn đó thì năm nay phải nói là bán buôn khó khăn, bán quay bán bảy số đặng kiểu như kiếm tiền phân thuốc cả nhà. Ồ, trong cái lô này có cái hàng này luôn, không biết phải không nha. Nhưng mà quá trời to, 60.000 đồng thì cái hàng này nó quá bự hết cả nhà.
Đó, hàng như vậy cũng nằm trong cái lô mà nãy giờ nhà vườn nhờ quay đó. Thì cả nhà mình nó dễ cái gì, bây giờ có Zalo mình cứ gọi trực tiếp cho nhà vườn để lựa cây là ok nhất ha. Cũng dạng như nhà vườn ngoài cái quay trong tao cái khu nào đó gọn gọn rồi cái chúng ta lựa nha, chứ đừng có bắt nhà vườn mình lựa hết vườn luôn mà mua có cây tội nghiệp nhà vườn nha cả nhà. Đó, cũng tội nghiệp. Dường như cả nhà nói con ơi hoặc là em ơi cần cái loại như thế nào, đế làm sao vậy, cái nhà vườn sẽ quay cho chúng ta một số cây đại loại như vậy thôi, chứ còn miếng lựa hết vườn mà đây cả hàng mấy ngàn cây mà bắt lựa có một cây tội nghiệp người ta ha. Rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip ở đây nha, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay. Thì xin chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Và cái nữa thì rất là mong cả nhà ủng hộ nhà vườn ha, mua ở đâu cũng vậy, thì là khán giả trên kênh em thì xem kênh em thì mua được giùm nhà vườn thì em cảm ơn rất là nhiều, thay mặt nhà vườn cảm ơn cả nhà nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà.